Nhã Phương, cô gái may mắn nhất của điện ảnh Việt. Cô gái sinh năm 1990 này vừa bén duyên với điện ảnh đã nhanh chóng gây sốt khi phụ sóng các khung giờ vàng trên truyền hình. Nhã Phương hiện đang là một trong những nữ diễn viên trẻ được rất nhiều khán giả yêu mến. Nổi lên sau phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Nhã Phương liên tục gây sốt với các tác phẩm như Tuổi thanh xuân, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Khúc hát mặt trời, Giúp bồ mù tạc và em, vân vân. Cô gái vàng của điện ảnh Việt xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ và phụ sóng các trang báo, và đặc biệt được quan tâm khi công khai tình yêu với diễn viên Hà Trường Giang. Dường như con đường sự nghiệp và tình duyên của cô đang được trải hoa hồng, không có chút gai góc chắc trở. Nói không hoa khi cho rằng Nhã Phương là cô gái may mắn nhất của điện ảnh Việt. Tham gia cũng khá nhiều phim trước đó, nhưng đến khi Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò được tung lên mạng, Nhã Phương mới thực sự nổi tiếng. Sức hút và sự lan truyền của bộ phim có lẽ cũng khiến chính cô phải kinh ngạc. Từ đó, cô được ưu ái gọi với cái tên Hot Girl bánh tráng. Và từ một diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương được nhiều người biết đến chỉ sau Đêm ấy. Sự nghiệp của cô bỗng chốc thăng hoa. Giữa rừng diễn viên trẻ, Nhã Phương nổi lên như một hiện tượng bởi gương mặt xinh ưa nhìn, vóc dáng thanh mảnh, ai gặp cũng không thể không yêu. Cô nhận được hàng loạt kịch bản hay, bắt đầu xuất hiện trên truyền hình với vai Thiêu Đanh Đá, mê trai nhưng vô cùng lém lỉnh trong Vừa đi vừa khóc. Cô cũng góp mặt tại hệ thống các rạp chiếu phim qua phim kinh dị, Quả tim máu. Địa điểm của thành công là khi Nhã Phương tham gia phim Tuổi thanh xuân, bộ phim hợp tác với Hàn Quốc. Bộ phim mang hơi thở của xứ Kim Chi đã đánh trúng tâm lý của khán giả trẻ, đưa Nhã Phương trở thành nữ diễn viên xuất sắc tại cánh diều vàng năm 2015. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục đón nhận thành công qua Khúc hát mặt trời, bộ phim hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam. Khúc hát mặt trời đã mang về cho cô gái trẻ giải thưởng ngôi sao châu Á. Và không nằm ngoài dự tính, Nhã Phương được vinh danh tại hạng mục diễn viên ấn tượng tại VTV Award 2016. Thành công nối tiếp thành công, Nhã Phương đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng khi tuổi đời còn khá trẻ. Có thể nói, sự nghiệp của Hot Girl bánh tráng lên như diều gặp gió. Ngoài diễn xuất, kịch bản hay, cô còn gặp thiên thời địa lợi. Đa số những bộ phim truyền hình cô tham gia đều được phát sóng trong khung giờ vàng, lượng người xem đạt tỷ lệ cao nhất. Kịch bản phim đánh trúng tâm lý của người xem, từ giới trẻ đến người nhiều tuổi, nên bộ phim thu hút lượng khán giả không nhỏ. Từ đây, tên tuổi của Nhã Phương được đưa lên một tầm cao mới mà chính cô cũng không ngờ tới. May mắn tiếp tục mỉm cười với Nhã Phương khi tình yêu của cô cũng được mọi người đón nhận. Sau bộ phim 49 ngày, những tưởng phim thật tình giả như Nhã Phương và Trường Giang đã chứng tỏ cho mọi người thấy tình yêu của họ là thật, không phải chiêu trò để quảng bá phim. Cặp đôi luôn rạng rỡ xuất hiện tình cảm bên nhau, dành trọn thời gian hiếm hoi cho nhau. Ôm hôn và đút đồ ăn cho nhau ở nơi đông người của cặp đôi khiến ai cũng phải ghen tị. Trên sân khấu, Trường Giang là một cây hài lém lỉnh. Phía sau hậu trường, anh có thể hiện hình một người đàn ông biết yêu thương lo lắng cho một nửa của mình. Bước sang tuổi 27 nhưng sự nghiệp tình yêu với Nhã Phương đều vô cùng viên mãn. Dường như thần may mắn đang ở bên, chắp cánh cho cô trên mọi bước đi, dù không thể không phủ nhận cô là một tài năng của điện ảnh Việt.